di sản văn hóa thế giới lăng mộ vua Humayun, một công trình rất là đồ sộ, hoành tráng, rất đẹp các bạn, vô cùng ấn tượng luôn. Và đây ở bên trên các bạn ha, trước khi bước vào phần mộ của đức vua Humayun, hoành tráng đồ sộ rất rất đẹp các bạn. Rồi, chào các bạn, hiện tại là khoảng 11 giờ trưa ngày 7 tháng 3 2024 ha. Từ trung tâm của thủ đô New Delhi, chúng ta đi khoảng độ 5 cây số tới đây các bạn. Đây là một khu vực rất nổi tiếng có tên là Humayun Tomb. Đây là lăng mộ của hoàng đế Humayun. Lăng mộ này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1993. Hoàng đế Humayun qua đời vào năm 1556. Thì vợ của ngài đã ra lệnh cho xây dựng lăng mộ này vào năm 1570 các bạn. Đây là một hình mẫu của kiến trúc Mông Cổ, một sự kết hợp của kiến trúc Ấn Hồi và Ba Tư. Và đây là lăng mộ đầu tiên theo hình thức lăng mộ và vườn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vô xem để xem tại sao UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Những gì mình được biết á, là lăng mộ Taj Mahal về sau này lấy cảm hứng từ lăng mộ này rất nhiều. Bây giờ chúng ta đi vô nha, phải mua vé. Ở đây trẻ con đi ăn xin rất nhiều và chạy đầy đường, các bạn xem nè. Mọi người vô gia cư nữa. Bây giờ chúng ta bước qua nha. Đây, chúng ta đã qua đường về hướng chỗ mua vé. Ở đây xem họ bán cái gì mà đứng ăn dữ vậy. Bán gì ạ? Bánh ở trong có khoai lang á, rồi xay. Khoai lang hay là khoai tây chứ? Khoai lang chứ khoai tây là bộ đồ của người. Ok, thôi đi thôi. Dạ. Mình đi. Đi thôi mình ơi. Ở Ấn Độ này là coi như là cứ phải bóc tay thôi. Bóc tay suốt hết đó nha các bạn. Nhà. Yeah. Đại đa số là mình chọn nhà hàng để mình ăn không à. Đau đầu đầu. Anh chưa có bị đau nha. Đau như em đau. Yeah. Mình có một cái may mắn các bạn là 3 ngày hôm qua là mình không có bị đau nha các bạn. Bụng tùng rất là khỏe. Không dám đâu. Mình ăn đồ chín các bạn ơi, và uống nước suối. Ok. Chứ không có dám ăn đồ bậy. Đã nghe tiếng trước rồi. Rồi, vô mua vé thôi. Lăng mộ này được xây dựng cho đức vua Humayun, nhưng mà thực tế đây là nơi an nghỉ của 150 thành viên của hoàng gia chế độ Mongol, triều đại Mongol. For foreigners. Ủa vô mua đi mình, sao nó đứng lâu vậy? Rồi, chúng ta lại thấy ha, người Ấn Độ chỉ có 40 ruby thôi, còn người nước ngoài là 600 ruby. Trẻ em dưới 14 tuổi là được miễn phí. Kỳ cục quá, lúc nào cũng nhét người nước ngoài vô giá cao hết hả? Rồi, để mình mua vé nha, cẩn thận móc túi, họ ghi như vậy. Rồi, chúng ta đã mua vé xong các bạn ha, và đi qua cổng kiểm soát vé. Ở đây sẽ có hai cái khôi, các bạn phải lưu ý là giữ những cái này nha, không thôi là mất là sẽ bị đền tiền á. Rồi bây giờ chúng ta đi vô khu vực. Mỗi coin này là 100 ruby. Okay, lăng mộ của vua Humayun. Rồi, chúng ta bước tới đây các bạn ha, sẽ có cột đá chỉ dẫn đó. Đây. Lăng mộ của các thành viên hoàng gia của vị vua
hiệu Mayun. Bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng nha. Hơi nóng chút xíu rồi đó. Đi thẳng luôn. Một lát nữa chúng ta sẽ quẹo sau. Đây, cho các bạn xem chút xíu. Đó. Bên trong là một công trình khác nha. The most powerful ruler. Đang nói tiếng Việt chuyển sang tiếng Anh. Người cai trị quyền lực nhất. Cái này là mình nhớ về lăng mộ của vua Tự Đức. Rõ ràng chúng ta thấy là lăng mộ của vua Tự Đức là rất là nên thơ các bạn. Yếu tố của mình đi nhanh quá. Đợt vừa rồi khoảng độ hơn 2 năm về trước mình đi Huế thì đi qua tất cả là 3 lăng mộ Tự Đức, Khải Định và của vua Minh Mạng. Như vậy là cái vườn chúng ta vừa đi qua thấy cũng rất bình thường các bạn ha. Để xem bên trong nó có gì đặc biệt không. Xét về mặt vườn. Di sản thế giới 1993. Wow, bức tường lớn dày lắm các bạn. Quý vị. Oh yeah. Cánh cửa gỗ các bạn ha. Mấy em đó đi là coi như là cứ nhìn vào cái điện thoại sợ đụng như mình đó mà. Ở cái lăng mộ này gọi là lăng mộ vườn, em có nhớ về lăng mộ nào ở Việt Nam không? Lăng mộ vườn ở Việt Nam. Của vua Thành Thái hả? Em có đi Thành Thái sao? Đúng rồi, Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định, nhưng mà chủ yếu cho là của vua Tự Đức. Tự Đức. Wow, các bạn xem nha, mình chưa có đọc thông tin gì hết đó nha. Ôi đẹp quá vậy. Bước lại gần hơn xem cái cổng này như thế nào các bạn nha. Ấn tượng lắm luôn á. Quá trời những con quạ. Chỗ này chụp hình khỏi chê luôn. Từ từ mình sẽ quay những cái họa tiết các bạn xem. Màu của nắng, màu của gỗ. Ngoài đó có gì không? Hết được không? Chỉ chút đẹp thôi. Cái vòm. Ok. Về khỏi cần đi ra đúng không? Rồi quay lại.
sorry quý vị nha, mình đi qua cái. Coi chừng bị té. Cánh cổng Ả Rập. Arab Sarai Gateway. Ok, chúng ta tiếp tục đi. Đẹp ha, chỗ đó đẹp á. Chỗ đó quay lại chụp hình đẹp á nha. Một lát quay lại sau. Cao ghê luôn á, cái cổng. Chắc hồi xưa cũng chắc cũng tưởng ngựa qua được ha. Không biết nữa. Quà quá trời quà luôn. Ở đây có một điểm thích ở chỗ là cái không gian vườn á, cây cối rất nhiều các bạn. Tuy nhiên nếu mà so sánh với lăng mộ của vua Tự Đức thì chúng ta thấy là lăng mộ của vua Tự Đức thì chúng ta sẽ cảm thấy được cái yếu tố của cái vườn mà dạng như là có nước, có non, đang sen, uốn lượn thêm một cái thế tự nhiên. Còn ngay tại thời điểm này, ngay tại đây thì chúng ta thấy là hai cái hàng cây chạy dọc theo đi hướng về lăng mộ. Ok. Tức là xét về mặt vườn thì chúng ta chưa thấy có gì gọi là xuất sắc, nhưng mà cái công trình của họ xét về mặt gọi là kiến trúc của Mông Cô thì nó đồ sộ. Một lần nữa đây là kiến trúc Mông Cô, một sự kết hợp của kiến trúc Ấn Hồi và Ba Tư. Hoàng hậu của ngài là người có nguồn gốc Ba Tư các bạn nha. Và mình đọc tài liệu thì kiến trúc sư xây dựng cái ngôi mộ này là một người Ba Tư. Và một lần nữa đây chính là cái kiểu mẫu và là một cái gọi là cái nguồn cảm hứng để về sau này họ học hỏi và xây dựng đền lăng mộ Taj Mahal. Và Taj Mahal chính là kỳ quan thế giới. Đẹp đó. Phía trước mặt các bạn hiện lên rất đẹp nha. Và những công trình Ấn Độ như thế này bắt buộc là chúng ta phải đến từng nơi để xem. Chứ thực sự mà nói là qua chụp ảnh và qua video thì nó không có hiện ra được đâu. Mình cảm thấy sao mình? Thấy rộng lớn ghê luôn. Mới tới cái cổng rồi thấy rộng lớn. Sự quy mô quá. Tài liệu để quá trời luôn. Nhớ cái lăng vua Khai Định là nhỏ nhất mình từng thấy thôi. Chứ chỉ là cái là quy quang quy nga thôi. Ok. Rồi. Phát triển về môi trường gì đây thôi. Now the main entrance to the World Heritage Site of the Tung Garden of Emperor Humayun. Đây là cổng Tây các bạn ha. 16 mét chiều cao. Wow, tới 16 mét chiều cao lận. Cổng phía Tây của lăng mộ 16 mét chiều cao. Có tiếng nhạc không mình? Nghe không vậy? Không nghe hả? Mừng quá. Sợ nghe tiếng nhạc lắm, về chỉnh sửa. Cái này là mới là cổng Tây thôi đó, chiều cao là 16 mét đó. Wow. Đây đá tảng các bạn nha. Lớn. Wow, bắt đầu vô bên trong bởi nó được công nhận là di sản văn hóa thế giới, không phải là đơn giản. Rồi, ok, waiting, đợi xíu để ngắt cái video đã. Waiting. Sao vô đây là đòi vé nữa rồi. Kiểm tra vé đằng kia rồi đòi vé nữa. Kiểm soát vé xong, trời ơi, đẹp quá. Cái điểm này chụp hình ra tuyệt vời luôn các bạn ơi, đẹp lắm luôn đó. Wow, không thể tưởng. Đây mình xoay một góc các bạn xem nha, cái nơi vừa kiểm soát vé ở cổng Tây chúng ta nhìn ra. Oh, sorry. That's so beautiful. Yeah.
Rồi chúng ta đi ra cho anh chàng Tây chụp hình. Ôi hiện ra kìa, tuyệt vời luôn. Ở đây có hệ thống dựng nước cho khu vườn và làm mát cái khu vực lăng mộ các bạn. Ôi đẹp quá. Đúng là di sản thế giới ha. Bây giờ chúng ta đi hướng bên đâu đây? Bên phía tay trái. Ngó một cái. Nhìn lên. Đá sa thạch đỏ và sa thạch xanh. Nhìn qua bên đây rất dài luôn các bạn. Rồi chúng ta đi nha. Đi xong một lát sẽ chụp hình. Thấy gì không Minh? Phản chiếu hả? Có thể phản chiếu không? Vậy mà tưởng phản chiếu nha. Nếu mà xét về mặt phản chiếu thì các bạn phải nói đến công trình của đền Angkor Wat. Sẽ có hai cái hồ mà từ đó chúng ta sẽ thấy được nguyên cả cái công trình in hình dưới bóng nước cho năm ngọn tháp. Ở đây là đường dựng nước cho khu vườn. Rồi có cái đài phun nước luôn các bạn ơi. Gọi lăng mộ này bự quá trời bự. Một cái cảm giác mặc dù là nó theo hình khối của dạng như là chữ nhất, hình vuông, và bên trên nó sẽ dạng như là hình củ hành, mái vòm, nhưng mà vẫn nhẹ nhàng bởi vì ở đây là có không gian rộng, có sự kết hợp của nước và vườn các bạn. Và đây là khu lăng mộ đầu tiên kết hợp lăng mộ và vườn. Đây là yếu tố lý do tại sao mà lại được chọn là di sản văn hóa thế giới. Đó. Hồi nãy hơi gió chút xíu các bạn nha, hơi ồn, các bạn thông cảm. Mạnh video. Wow, trời đẹp. Ok, that's it. Như vậy xem về mặt khu vườn là chúng ta thấy nó cũng bình thường ha. Nó trên một cái mặt phẳng, chứ không phải là dạng cao thấp nhiều hoa gì. Xoay một vòng nữa các bạn nha. Nói quá khang cổ luôn. Không biết mấy bạn đã chụp cái gì nữa. Họ chụp cái gì à? À, mình xoay một vòng các bạn xem. Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị bước vào khu lăng mộ. Đối với Ấn Độ giáo và đối với Phật giáo thì cổng Tây, cửa Tây chính là cửa tử. Đây các bạn hiểu vì sao là cái cổng chính là hướng Tây các bạn nha, cửa tử đó. Nói về yếu tố này thì chúng ta nhắc lại chút xíu về các công trình của đền tháp Angkor là chỉ có Angkor Wat là hướng Tây. Và cho tới bây giờ người ta cũng không hiểu tại sao lại là hướng Tây, có thể đó cũng là lăng mộ của nhà vua. Một trong những yếu tố các bạn nha. Và tất cả đền tháp của Angkor để thờ thần thánh thì sẽ có hướng về hướng Đông. Nói chung là đền chùa Ấn Độ giáo và Phật giáo sẽ là hướng Đông các bạn nha, hướng của chánh điện. Ở đây là một cái màu, sự kết hợp của màu trắng và màu đỏ. Và cái màu đen rất là dịu các bạn. Ngay phía trước mắt mình nha. Không biết là lên phim, lên hình thì các bạn cảm nhận thế nào, nhưng ở đây thì cái màu rất là dịu, đẹp. Một cái màu mà nó không có bị tàn phai theo thời gian. Màu sắc thanh nhã. Đây, chúng ta từ từ bước lên nha.
Các bạn đợi mình thêm vài ngày nữa, mình sẽ đến Agra và chúng ta sẽ cùng nhau tham quan kỳ quan thế giới ngay tại Ấn Độ, lăng mộ Taj Mahal. Trước khi bước lên, mình tiến lại gần đây, quay cận cảnh hơn các bạn xem. Cái này chắc là đá cẩm thạch trắng nè các bạn. Đó, làm họa tiết nha, trên nền của đá sa thạch đỏ. Rồi, bây giờ chúng ta bước vô. Wow, lên không phải dễ nha. Sorry. Yeah, rồi, bắt đầu bước lên. Này mình phải ngừng lại rồi, chứ không thể nào vừa quay hình vừa đi lên vừa được. Ôi, chúng ta bước lên các bạn ha. Rộng quá không? Nhìn về hướng cổng Tây. À, tổng thể của công trình nhìn xuống. Rồi, chúng ta xoay một vòng. Đẹp quá trời. Mình tiến lại gần hơn các bạn nha, quay cận cảnh hơn. Chỉ riêng một thủ đô New Delhi thôi, nếu các bạn đi chắc phải dành khoảng độ 4-5 ngày đó các bạn. Bởi vì nó xuất sắc quá. Gió ơi là gió. Đây, bên trong chúng ta bước lên. Ồ, có thể vô trong nữa kìa. Từ từ chúng ta vô trong nha. Mình thích cái sự kết hợp của họ giữa cái đá sa thạch đỏ và đá cẩm thạch trắng các bạn, và những cái ô cửa thế này. Phải nói là kỳ công chứ không phải đơn giản đâu. Tạo tác ra. Toàn bộ bằng đá không á. Ngày xưa nếu mà làm mà không cẩn thận chắc là các vị hoàng gia sẽ xử mấy cái vụ điêu khắc á. Trên sa thạch đỏ. Càng nhìn càng mê các bạn. Đẹp lắm luôn ấy. Đi vô trong chưa? Ok, rồi đi luôn. Quay đẹp quá à. Hướng nào vậy? Thấy ngoài sao ấy. Ừ. Ồ, xem tẻ. Ở Ấn Độ này chúng ta thấy chim trời rất nhiều các bạn. Mình không có thấy cái vụ gọi là họ bắt chim bỏ vô lồng rồi bán. Chưa thấy nha. Sorry. Đây, thêm một cái dạng như cái cổng, cái cửa nữa. Nhìn bắt cái này thích quá trời luôn vậy. Không biết phải đổ bao nhiêu tiền vô mới xây được những cái này. Xuất sắc luôn. Wow. Ừ.
chúng ta bước ra xa chút xíu. Wow, trời đẹp. Chắc vô từ hướng đông quá mình ơi. Phải không? Ừ. Đúng là kỳ công ha. Mặc dù là những cái họa tiết trang trí ở đây điêu khắc trên đá không phải là nó đa dạng gì, nhưng mà phải nói là một cái kỳ công. Ừ. Nội cái thời gian mà điêu khắc không có mất bao nhiêu thời gian. Đây qua hướng... Ủa sao vậy? Vô được không vậy? Ủa họ vô từ đâu vậy ta? Ủa họ vô từ đâu vậy? Wow. Ủa họ vô từ đâu vậy trời? Rồi để mình đi tìm các bạn nha. Để bước vô đây chút xíu nữa. À bên kia kìa. Rồi tiếp tục bước tới đây các bạn ha. Đó. Đây chính là cái cửa vào nè. Ok, hơi gió các bạn thông cảm nha trong video của mình. Một lần nữa chúng ta nhìn lên trong bầu trời trong xanh nắng vàng, sắc đỏ và màu trắng của đá sa thạch đỏ và ngẫm thạch trắng. Không rõ là mộ phần của ngài ở đâu. Mộ phần của ngài ở trong hả mình? Có xem thấy mộ phần của ngài không? Wow, bước vô trong cái nó mát luôn á. Hả? Không biết lăng mộ nằm ở đâu. Trời ơi, các bạn xem nè. Ôi, điêu khắc trên dởn kìa. Không biết các bạn có nhớ không? Hôm qua mình có đi ngôi đền Ấn Độ giáo. Điêu khắc bên trong nó còn dữ dằn hơn nữa. Ở đây chỉ là một phần thôi á. Ngôi đền hôm qua đó, ngôi đền mẫu được quay phim chụp hình đó, những cái mặt điêu khắc nó là tuyệt mỹ luôn á. Khủng khiếp cái đó rồi. Trời. Khủng khiếp. Cái này chỉ là một phần của những cái đó thôi các bạn. Để gọi là có một cái sự so sánh. Trời. Cái này trên đá hoàn toàn các bạn xem nè, nó tạo thành được cái hình này này nha. Vậy đúng là di sản quá thế giới thực sự. Tốn không biết bao nhiêu thời gian để làm được những chuyện này. Và toàn bộ là thợ lành nghề không á. Rồi em bé té. Đứng dậy con ơi. Sorry. Rồi dừng vé. Có thể là cái phần mộ của ngài ở đây không? Cho mình đi lên nữa đâu. Quá trời xuất sắc.
never use like the name of a person as a name for. Mình mới vừa đi nước qua các bạn ha, thì có vẻ là vị hướng dẫn ở Ấn Độ nói là không bao giờ họ để cái tên của cái vị hoàng đế hoặc thành viên hoàng gia ở ngay khu vực lăng mộ đâu. Đây là một sự bảo mật thôi, cũng đúng nha. Do đó cái phần mộ nằm ở đây không biết chính xác là của ai. Đẹp quá luôn các bạn, trên nền của cẩm thạch trắng. Trên đường đi ra các bạn ha, chúng ta trở lại cụm công trình này. Hồi nãy đi vô chúng ta chưa có ghé qua đó. Rất sắc màu luôn. Ở đây gọi là Isa Khan Garden. Lăng mộ vườn của Isa Khan. Có trước lăng mộ Humayun. Cũng rất đẹp các bạn. Rồi, bước xuống từ từ. Rồi, quý vị đứng đây luôn. Rồi, sao tôi đi xây một vòng đã để cho quý vị đi đã. Rồi chúng tôi sẽ quay ngược lại. Rồi. Đúng luôn. Lăng mộ của Isa Khan. Cũng toàn bộ bằng đá các bạn nha. Đá sa thạch xanh, một số sa thạch đỏ và một số họa tiết các bạn xem. Morning. Ủa, hướng nào đi lên vậy ta? Ủa, sao thấy hướng đi lên vậy? Rồi. Đây chính là hướng đi vào các bạn nha. Phần mộ của các ngài.
Xuất sắc thật sự luôn, vì cái mặt gọi là điêu khắc trên đá. Rồi mình bước ra ngoài các bạn. Làm đẹp quá trời luôn. Cái máy vòm như thế này không hề có sự hiện diện của sắt. Rất đáng tham quan các bạn nha. Các bạn lưu ý nha, các công trình tham quan ở thủ đô New Delhi là sẽ mở cửa chủ yếu là từ thứ ba tới chủ nhật đó nha. Thứ hai thường đóng cửa đó. Rồi, chúng ta đi ăn trưa thôi các bạn ơi, 12 giờ rưỡi rồi. Mình ăn cơm trưa xong các bạn ha. Cơm trưa hôm nay thực sự rất là ngon. Quay trở lại nhà hàng cũ, nhà hàng Sandos. Và nhà hàng này các bạn lưu ý nha, nó ở ngay là Block L. Block L đó. L đó. Đây các bạn xem nha, nhà hàng Sandos New Delhi. Block L của cái Connaught Place. Đây các bạn xem L9 nha. Đó, các bạn cần thì các bạn có thể chụp cái màn hình vòng ngoài nha. Ok, Connaught Circus. Và sau đây là tổng số tiền các bạn ha. Mình đã ăn tất cả là, đây coi coi, 4670. Ở đây chúng ta sẽ có là chai nước suối là 20 ruby. Rồi gọi là lemon fish là 409. Rồi mutton curry là 510. Rồi cơm là 308. Canh gà là 109. Tổng số tiền là 1670 tiền tip do mình cho nữa, 100 ruby. Và sau đây sẽ là phần nhận xét của mình các bạn. Thấy sao mình? Hôm nay là em ăn căng no cái bụng em luôn. Ừ. Vì là nó ngon, nó hợp khẩu vị, là nó cảm giác là em cứ muốn ăn liên tục thôi. Ừ. Từ cái phần cái đầu tiên họ mang ra là cái chén súp canh gà. Súp canh gà. Thì nó lỏng bỏng, nó nhìn nó lỏng bỏng. Ừ. Nhưng mà cái đặc sắc của nó nằm ở trong cái phần nước á. Ừ. Là thịt gà họ chỉ cho mấy nó sắc nhỏ, đúng rồi. Cái phần súp vị đầu tiên là thấy mặn, nhưng mà cái mặn của họ làm cho mình ghiền. Ừ. Nói là nó mặn mặn á. Ừ, nó mặn mặn, nó ngon, nó thơm. Ừ. Lắm. Và nó ngọt từ cái phần xương gà và thịt gà ra. Đúng rồi. Tức là cái vị chủ đạo của nó sẽ là cái súp ngọt từ thịt xương ra cái vị mặn đó, mặn. Khiến mình húp hết á. Ok. Cái món thứ hai. Cái thứ hai họ đem ra là cái phần cá.
Rồi, gọi là cá chua đó. Cá chua. Có nghĩa là lemon fish, có nghĩa là cá chanh, nhưng mà sao? Phần thịt cá mềm, thơm, tẩm vào một lớp bột cũng mỏng luôn. Ok. Cái lúc mà họ mang ra cái phần okay. đó, cái khay đó ra là rất là thơm luôn, cái mùi thơm nó bốc lên liền luôn. Yep. Cái vị của nó gần gần giống như món xương xào chua ngọt. Nhưng nó không có màu đỏ và nó rất là dễ ăn, vị ngọt nó rất là ít. Ok. Chỉ là nó chủ đạo là phần chua chua thôi chứ không phải là chua lắm. Mà cuối cùng là họ cho là khá. Ok. Khá, ăn rất là ngon. Ừ. Tới tiếp theo là phần curry, curry cô. Ok, để họ đi qua. Sorry. Phần curry cô. Ừ. Đặc sắc luôn. Cái vị cái nhà hàng này làm đó là nó vừa đủ mọi thứ đó. Có nghĩa là cái phần gia vị họ cho vào phần cà ri đó, nó cũng không ghê mình là khó chịu quá nồng. Nó đậm đà. Nó hay thế này thế nọ. Ok. Mà nó chỉ là vừa đủ thơm vừa đủ ngon. Nước qua đây. Đâu xe hỏi bỏ mà. Ok. Đi qua tới cái gốc cây cho dễ. Ok. Rồi sao ta. Nói chung là cà ri cù đậm đà, thịt cù ngon. Cái phần cá mà sốt chanh đó các bạn, thực tế nó giống như kiểu dạng như là sườn xào chua ngọt và vị ở đây rất là đậm đà luôn nha. Nó dạng như là chua chua ngọt ngọt nhưng mà không có bị ái lên, không bị ê lên nên ngon. Cả ba món này đối với mình đều thích và ăn cơm rất nhiều. Ban đầu là mình kêu có một thố cơm à. Ừ. Cái sau đó là ăn ngon miệng quá kêu thêm thố. Gọi thêm một thố nữa và ăn tổng số đủ. Tiền là coi như là 1670 là coi như gần khoảng độ 500 ngàn đồng cho cái phần cơm này đó các bạn. Nói chung là Connaught Place thì cái giá nó sẽ cao nhưng mà chúng ta bước vào nhà hàng chúng ta ăn được ngon cũng mừng. Chứ ok. Vì vậy mình suy nghĩ là nếu mà đến thủ đô New Delhi thì đây là cái nhà hàng mà mình nghĩ mình sẽ chọn để ăn nhiều cho chắc ăn. Đó. Dịch vụ tốt các bạn nha, nhà vệ sinh cũng sạch nữa. Đúng rồi, tất cả các món luôn. Mình ăn đây là lần thứ hai đối với nhà hàng này. Rồi ok. Cái quán địa phương cái lần mình đi cái đền gì đó. Nam thì nó rất là đậm. Mà nó đậm. Rồi thôi, bây giờ chúng ta đi uống chút xíu cà phê. Hồi sáng giờ chưa được uống cà phê. Các bạn này lưu ý nha. Ở đây cái nhà hàng này mở cửa từ 12 giờ trưa và mở cửa tới khuya. Hồi nãy ảnh nói là mở tới khoảng độ 12 giờ khuya đó. Cái giờ cao điểm nó hơi đông nha. Ok. Cái hồi nãy là và các bạn lưu ý là các nhà hàng ở thủ đô New Delhi mình thấy là họ mở cửa tương đối là trễ, thường là các dịch vụ bắt đầu khoảng độ 10 giờ sáng chứ 6-7 giờ sáng là không có đâu. Do đó các bạn ở thủ đô New Delhi tốt nhất các bạn đúng rồi trả lề đường cũng là mở 7 giờ luôn xe qua, tốt nhất là các bạn ngủ cho kỹ đi chứ đừng có dậy sớm làm gì, bởi vì những cái điểm tham quan của họ cũng thường là khoảng độ 9 giờ tới 10 giờ sáng mới mở cửa lận. Từ chỗ ăn cơm trưa các bạn ha, chúng ta đi qua tới khu vực này. Ở đây ghi là Sheraton Travels. Đây là Block N số 43. Ở đây có dịch vụ đổi tiền các bạn ha. Và ở đây đổi tiền là 1 đô la Mỹ là 83 ruby. Và khu vực Connaught Place này mình thấy đổi tiền khá là nhiều. Họ ghi tỷ giá là khoảng độ 83-84 các bạn ha. Và ngay tại chỗ này thì họ nói là không cần hộ chiếu, mang tiền ra là đổi thôi. Rất dễ. Như vậy là cái nơi mà đổi tiền rất tiện cho các bạn chính là cái khu vực Connaught Place hoặc là cái khách sạn mà mình đang ở đó là Jostel, thì gần đó sẽ có đổi tiền và kể cả mua sim card mà trong video trước chúng ta đã làm rồi. And he was a Sunni. And they always fight. It was fight. Yeah. So initially, the Shah he denied the few minutes of action. But when he was not telling him the price of the thing, he actually changed his mind and he stopped for the time. So he was seeking a shelter. And that's what he got shelter in the army. And after he was giving them for 10